Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTBT. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay ở miền Bắc khối không khí lạnh suy yếu, không còn đủ để gây ra cái rét nữa. Nền nhiệt trong ngày hôm nay vì thế sẽ tăng dần. Mức nhiệt cao nhất trên toàn miền Bắc sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, tình trạng nắng ấm này chỉ còn duy trì trong ngày hôm nay. Sang đến ngày mai, một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa dông và làm cho nhiệt độ giảm mạnh. Bắc bộ về chiều và đêm mai trời chuyển rét trở lại. Đến với miền Trung cũng không còn hình thế gây mưa nên thời tiết khá dễ chịu. Cả miền Trung trong ngày hôm nay sang đến ngày mai không nơi nào có mưa. Nhiệt độ mát mẻ chỉ trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận có nắng từ sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh. Nhiệt độ miền Trung tương đối dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Lưu ý là về chiều tối tại các tỉnh phía Nam, Trung Bộ như tại Ninh Thuận, Bình Thuận có thể xảy ra mưa rào và dông trở lại. Đến với miền Nam, tại Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay duy trì được trạng thái ít mưa. Đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ khu vực Tây Nguyên vẫn cao từ 30 đến 33 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Nhưng đến chiều và tối, mưa lại có xu hướng tăng hơn. Nguyên nhân là do rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác về chiều và tối cho khu vực Nam Bộ và phần phía Nam các tỉnh Tây Nguyên. Điều lưu ý duy nhất đó là hiện tượng triều cường khu vực Nam Bộ. Mực nước trên các kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh lên nhanh trong những ngày vừa qua với đỉnh triều dự báo lên trên báo động 3. Dự báo mực nước các trạm sông Sài Gòn và Đồng Nai tiếp tục lên thêm trong 2 đến 3 ngày nữa. Trên biển, các vùng biển đều có tình trạng thời tiết tốt. Tại khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông chỉ còn cấp 4 biển êm. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 3. Về chiều và tối có mưa rải rác và có nơi có dông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.